thầy cảm nhận được cái nỗi đau của người mẹ cùng tột, đau hơn dứt ruột các con ạ. Lấy dao cắt ruột không đau bằng cái đau của người mẹ có người con bất hiếu, cái đau thầm nặng nén trong tâm. Dạ, con xin chia sẻ một chút về câu chuyện của con ạ. Sau khi lên đại học thì con chưa làm chủ được những suy nghĩ và đã vấp ngã. Cũng biết đến cái trò đỏ đen ở trên mạng, nó ham quá, mất nhiều tiền quá, khoảng 500 triệu đấy. Sau khi một lần, hai lần, ba lần con vẫn chưa nhận ra được, việc học tập của con nó đã sa sút. Gần 2 năm trời, cha mẹ con đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mà mắt mẹ con thâm rất nhiều. Sa ngã ở những bước đi đầu đời, chàng trai Nguyễn Văn Chiến đã tiêu tốn của cha mẹ số tiền lên đến nửa tỷ đồng chỉ vì những cuộc chơi vô ích. Nhiều lần hứa với bố mẹ sẽ thay đổi, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Lần này, trong khoảng thời gian nhìn lại bản thân mình, cậu mới gặp được một nhân duyên thú thắng. Trong thời gian đấy em ở nhà em cũng lướt Facebook, toàn hiện lên video của thầy ấy. Luôn luôn nói về cha, về mẹ, về đạo làm người nữa. Thế nên là nó cũng thay đổi được trong suy nghĩ. Nên là đợt vừa rồi em biết là có khóa tu thì em cũng xin bố mẹ cho con đi lên chùa để con thay đổi. 7 ngày khóa tu tuy không dài, nhưng đó là thời gian vô cùng đáng quý để Chiến nhận diện bản thân mình, đặc biệt là qua bài giảng của sư phụ. Các con được cái tấm thân như hôm nay, đẹp đẽ như thế này, tất cả từ công lao của cha mẹ. Và khi được tham gia rửa chân cho mẹ, Chiến đã thấy rõ lỗi của mình. Mẹ ơi, con xin được đảnh lễ tạ ơn mẹ. Mẹ đã đau đớn, xé ruột, sinh nở con ra. 3 năm bú mớm, nốt đắng nhà ngọt, ấm bế nâng niu, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo xê con. Hôm nay là lần đầu con được lần đôi bàn chân của mẹ con, và con cảm thấy là đã nhăn nhau và khô rát vì mẹ con đã vất vả rất nhiều để nuôi con. Con cũng xin được sám hối và xin lỗi đến cha mẹ. Từ nay con sẽ cố gắng học tập để báo hiếu đến cha mẹ. Chiến đã hiểu những nỗi vất vả từ những vết chai sạn trên mẹ, và từ đó yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Sau khóa tu lần 3, Chiến trở lại chùa trong vai trò là một tình nguyện viên đầy nhiệt huyết. Không chỉ Chiến mà rất nhiều bạn khóa sinh của khóa tu đã thay đổi tư duy, suy nghĩ của mình đối với cha mẹ và trở thành những người con ngoan, những người trẻ biết cống hiến và phụng sự. Có thể nói, tất cả là từ nơi vườn ươm tâm hiếu của sư phụ đã khơi dậy sức sống của những hạt mầm hiếu hạnh. Thầy nguyện mãi mãi đời đời, sinh ra đâu thầy cũng là người con có hiếu, sinh ra đâu thầy cũng sẽ giúp cho mọi người trở thành người con có hiếu. Hai con có thể ôm nhau một cái được. Ôm được rồi.